Cô gửi lời chào thân thương đến các em học sinh lớp 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Các em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, nói cảm ơn và xin lỗi là hành vi lịch sự, thể hiện sự tôn trọng người khác và thể hiện lòng tự trọng. Đó là một kỹ năng giao tiếp cần thiết mà các em cần phải biết. Bài học hôm nay sẽ giúp các em nhận ra điều đó. Đạo đức bài 12, cảm ơn và xin lỗi. Qua bài học này, các em biết nêu được khi nào cần nói cảm ơn, xin lỗi. Biết cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống phổ biến khi giao tiếp. Để học tốt bài học, các em cần chuẩn bị vở bài tập đạo đức, bút chì. Chúng ta vào bài học thôi. Bài tập 1 có 2 tranh. Vậy bài tập 1 yêu cầu các em làm gì? Bài tập 1 yêu cầu trả lời câu hỏi: các bạn trong tranh đang làm gì? Vì sao các bạn làm như vậy? Để trả lời các câu hỏi trên, chúng ta hãy quan sát thật kỹ từng tranh nhé. Ở tranh 1, cô đặt tên cho bạn áo xanh là Nam. Bạn mặc áo caro tên là Hùng. Các em hãy quan sát tranh 1 vẽ gì? Trong tranh có 3 bạn. Bạn Hùng cho bạn Nam một quả táo. Bạn Nam đã nói gì với bạn Hùng? Bạn Nam đã nói cảm ơn bạn. Vì sao Nam nói cảm ơn Hùng vậy các em? Nam nói cảm ơn vì được bạn Hùng cho một quả táo. Ở tranh 2, cô đặt tên cho bạn trai đang khoanh tay tên là Sơn. Các em hãy quan sát tiếp tranh 2 vẽ gì? Trong tranh là một lớp học. Cô giáo đang giảng bài thì bạn Sơn đến. Bạn Sơn đã nói: em xin lỗi cô, em đi học muộn. Vì sao bạn Sơn lại làm như vậy? Bạn Sơn nói xin lỗi khi mắc lỗi với cô giáo. Qua hai tranh ở bài tập 1, các em nhớ cảm ơn khi được nhận quà và xin lỗi cô giáo khi đến lớp muộn nhé. Cô mời các em quan sát từng bức tranh ở bài tập 2 và tìm câu trả lời cho phù hợp với mỗi tranh. Bài tập 2, các bạn Lan, Hưng, Vân, Tuấn cần nói gì trong mỗi trường hợp, vì sao? Nhân dịp sinh nhật Lan, các bạn đến chơi tặng hoa và quà cho Lan. Theo em, Lan sẽ nói gì? Trong trường hợp này, Lan cần nói lời cảm ơn. Mình cảm ơn các bạn. Lan cần nói lời cảm ơn vì các bạn đã quan tâm đến ngày sinh nhật của Lan. Các em quan sát tiếp tranh 2. Hưng sơ ý làm rơi hộp bút của bạn. Hưng sẽ nói gì với bạn? Khi đó, bạn Hưng cần xin lỗi bạn. Hưng nói:
Xin lỗi bạn, vì mình làm rơi hộp bút của bạn. Các em à, Hưng nói như vậy là đúng, vì Hưng đã vô ý làm phiền bạn đó. Tranh 3. Vân để quên bút ở nhà. Bạn Lan cho Vân mượn bút và nói: Vân cầm lấy mà dùng. Theo em, Vân sẽ nói gì với bạn? Vân được bạn cho mượn bút. Khi đó, Vân cần cảm ơn bạn. Vân nói: Cảm ơn bạn đã cho mình mượn bút. Vân nói cảm ơn vì Vân được bạn giúp đỡ trong học tập. Các em quan sát tiếp tranh 4 nhé. Bạn Tuấn sơ ý làm rơi vỡ lọ hoa. Tuấn sẽ nói gì với mẹ? Trong tình huống này, Tuấn cần xin lỗi mẹ. Tuấn nói: Con xin lỗi mẹ, con đã làm vỡ lọ hoa. Tuấn nói như vậy là đúng đó các em, vì Tuấn đã vô tình làm phiền mẹ. Như vậy, ở tranh 1 và tranh 3, bạn Lan và Vân cần cảm ơn vì các bạn đã tặng quà, đã giúp mình. Chúng ta cần nói cảm ơn khi được người khác quan tâm, giúp đỡ. Còn ở tranh 2 và tranh 4, bạn Hưng và Tuấn cần phải xin lỗi vì đã gây ra lỗi sai. Chúng ta cần nói lời xin lỗi khi mắc lỗi hoặc làm phiền người khác. Qua bài tập 1 và bài tập 2, các em cần ghi nhớ. Chúng ta nói lời cảm ơn khi được người khác quan tâm, giúp đỡ. Chúng ta nói lời xin lỗi khi mắc lỗi hoặc làm phiền người khác. Các em nhớ chưa? Cô có một trò chơi nhỏ, xem các em ai nhanh ai đúng nhé. Em hãy chọn đáp án đúng trong trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, đến chơi nhà bạn, em làm hỏng đồ chơi của bạn. A. Em đi về ngay. B. Em giấu đồ chơi hỏng đi. C. Em xin lỗi bạn vì đồ chơi bị hỏng. Các em có 10 giây để chọn đáp án đúng. Bắt đầu. Trong trường hợp này, đáp án đúng là C. Em xin lỗi bạn vì đồ chơi bị hỏng. Khi làm hỏng đồ chơi, em cần trung thực nhận lỗi và xin lỗi với bạn. Như vậy mới dễ được tha thứ và bỏ qua. Tình huống thứ hai, em được bố mẹ cho đi chơi công viên vì được nhiều điểm tốt. A. Em cảm ơn bố mẹ và sẽ càng cố gắng hơn. B. Em đòi đi xem phim. C. Em từ chối. Các em cũng có 10 giây để chọn đáp án đúng. Bắt đầu. Các bạn đã có đáp án chưa nào? À, trong trường hợp này,
Đáp án đúng là đáp án A. Em cảm ơn bố mẹ và sẽ càng cố gắng hơn. Khi được bố mẹ khen thưởng, em cần cảm ơn bố mẹ và phải cố gắng học tập tốt hơn nữa. Không nên đòi hỏi bố mẹ khen thưởng, mà phải tùy vào điều kiện của bố mẹ nha các em. Qua trò chơi nhỏ, cô rất vui vì các bạn đã chọn được đáp án đúng, chính xác. Cô khen các bạn nè. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các em nhớ nói lời cảm ơn khi được người khác quan tâm, giúp đỡ. Và nói lời xin lỗi khi mắc lỗi hoặc làm phiền người khác nhé. Cô hy vọng rằng sau bài học hôm nay, các bạn học sinh nhỏ của cô luôn thực hành nói lời cảm ơn và xin lỗi vào cuộc sống hàng ngày nhé. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi. Mến chào các em!